Bên em khi mà làm máy hay làm bất cứ một cái vấn đề gì liên quan tới máy luôn luôn có sim để sẵn, tránh những cái tình trạng gọi là rỉ nhớt, là thay vô em luôn thay lại sim hết. Tại vì cái sim này á thì nó sẽ theo thời gian, đã tháo ra gắn vô thì nó không có cái độ kín nữa, cho nên là nên thay. Làm dần đầu bên em này kia là em thay phốt hết á, phốt xúc bắp làm thay hết chứ không có dùng lại đâu, cho nên cái xe mà làm ra rồi á thì nó giống như là cái xe nó phải gọi là 90-95% so với xe mới. Nói chung là làm rất là kỹ, những cái phốt đều thay lại hết. Ngọc ngố RSV4 tầm bao nhiêu tiền? RSV4 này tầm khoảng chắc tầm khoảng 600-700 á. Cái con này con thấp đời này, con này đời 2011 thôi, thì không biết bán nhiêu nữa giờ. Chắc để chơi. Còn có người đang bán 2015 Odo 8.000 cây, hải quan chính ngạch, giá là 680 triệu full đồ chơi. Anh em để ý nha, cái xe bên em làm ra thì cái chét keo rất là ít, nó còn dư một chút xíu, đây là một hơi em sẽ chùi lại hết, cho nên nhìn rất là sạch sẽ. Những cái ron, những cái vệ sinh rất là sạch, chứ không có để tình trạng mà nhiều dư keo để nó tè le ra. Đây giống như cái ron này chét keo quá nhiều. Bây giờ phải chùi rửa ra, chét keo nhiều quá nó dư, nó tè le ra nhìn ghê lắm. Chét một cái lượng keo vừa đủ thôi. Keo chét mấy ngày hết trơn. Thì mỗi chỗ sẽ có một cái cách làm khác nhau, thì không ai mà làm giống ai hết, nhưng mà nói về cái tính của em thì nó hơi khó. Xe nào vô cũng như là cái xe của em vậy đó, coi xe như mình làm theo kiểu đam mê, cho nên vừa cái cách làm nó chuẩn hợp lý và cái thẩm mỹ nó có, chứ không phải làm kiểu xong rồi thôi, nó phải vừa hiệu quả mà vừa có thẩm mỹ. Chơi cái xe này nó là một cái gọi là chơi, chứ không phải là một cái phương tiện đi lại bình thông thường nữa, cho nên nó phải nhìn phải nó sạch sẽ gọn gàng chút nó mới ra cái vẻ đẹp của nó được. Xanh cam nha. Cái cam máy này cũng không phải là đơn giản canh, nhưng mà nó có một cái cách canh của nó, thật sự không khó lắm đâu, nó bình thường thôi, nhưng mà mình phải biết cách. Nó cũng không phải ghê gớm như anh em nghĩ rồi đâu, phải biết cách nó thì nó ok.
con, mùi kem nó sạch sẽ. Anh Dũng, cái bệnh đó Khải, tranh thủ làm Khải ơi, tranh thủ làm cho nó xong việc, mai còn làm xe cho khách, xe nhà canh tối làm nè. Canh làm cho sớm để làm xe của em chứ. Hello anh Phú Đoàn, em đang làm máy RS-T4 anh Phú ơi.
sắp hết pin rồi, khoảng 5% quên chưa sạc. Sắp hết pin rồi, có thể là có sự gián đoạn nha mọi người. Khoan luôn. Bài 10 triệu là bài bô xăng lửa thôi KV Trường ơi. Nếu mà ẹt bô xăng lửa chạy tầm khoảng được 150 á, nhưng mà nó rất là bền. Tầm đó thôi à. Tạm ngưng nha mọi người, hết pin. Hết pin đi sạc pin nữa. Thank you.
nước không rửa dầu vô bồn mình về rửa mặt đấy, rửa nó hôi mặt như hôi mặt ai.